Bài diễn cảm Bông hồng tặng mẹ, tác giả Vương Hữu Lộc. Lúc còn sống, mẹ tôi rất thích hoa hồng. Hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật của mẹ hay lễ Vu Lan là tôi thường ra chợ mua hoa hồng về để tặng người. Rằm tháng 7 năm ấy, sau khi đi học về, tôi liền chạy ra chợ và đến một gian hàng bán hoa gần nhất để mua vài cành hồng cho mẹ. Gian hàng trưng bày đủ loại hoa, nào là cúc, dạng thọ, mông gà, quệ, cẩm chướng và hồng trắng, hương thơm bay ngào ngạt. Hồng đỏ kia rồi. Tôi liền đến bên cạnh để lựa vài cành thật đẹp. Thấy tôi lựa mãi, chị bán hoa mới hỏi. Tôi rụt rè trả lời: "Em định lựa vài cành hồng nhung để đem về tặng mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu này." Chị bán hoa xúc động nhìn tôi. Sau đó chị vội vàng lựa cho tôi 3 cành hồng đẹp nhất và ân cần hỏi: "Em hãy cầm lấy mấy cành hồng này đem về tặng mẹ đi, chị biếu em đó. Hôm nay em là người đầu tiên đến gian hàng của chị để mua hoa hồng cho mẹ." Tôi cảm ơn chị và lặng lẽ bước đi. Rồi thời gian bình thản trôi qua, mẹ tôi đã mất. Năm nay rằm tháng 7 lại đến và cũng là ngày giỗ thứ 2 của mẹ tôi. Tôi đi lại chỗ chị bán hoa năm xưa và nhờ chị lựa giùm tôi vài cành hồng trắng đẹp nhất đem về cúng mẹ. Hoa hồng đỏ năm xưa giờ đây được thay bằng hoa trắng. Lần này chị bán hoa im lặng nhìn tôi, suy nghĩ một lát, chị mới nói như một lời khuyên nhủ: "Mẹ em đã mất, em phải tự tay mình chọn lấy hoa hồng để đem về chưng trước bàn thờ mẹ cho người vừa lòng."